Bác bán bao tiền cân? 10.000 ạ. Vâng. Cháu đang quay một số những hình ảnh không khí Tết. Chúc bác bán đa đàng nhá. Khoai tây này bao tiền cân hả chị? Em mua không? Xin chào cô chú, quý anh chị em. Bây giờ là những ngày cũng gần Tết năm 2024 rồi. Nên là em muốn review một số những hình ảnh về chợ quê để xem là các bà con ở đây chuẩn bị Tết như thế nào. Mời quý anh chị và các bạn cùng theo dõi nhé. Đây là một cái chợ quê ở Hà Nội. Đây là chợ mới, cổ đô Ba Vì, Hà Nội. Ngay đầu chợ đã có quán thịt quay, thịt nướng này. Đấy. Ở đây cũng có các bác bán hoa. Vâng ạ. Cháu chào các bà. Đây là lá dong Tết này. Cái này là nứa để làm lạt ra bà. À, cái rang ạ. Đấy, ở đây là một cái góc chợ quê của đô Ba Vì. Là rong này để gói bánh chưng đúng không bà? Cái một bó đấy là bao nhiêu lá hả chị? 50 tàu ạ. Này là bà đi chọn lá để gói bánh chưng hả bà? Vâng. Cái này là rang để chẻ ra làm lạt đúng không bà? Và mình tiếp tục ghé qua một số cái gian hàng khác nhé. Chào các bác nhá, chúc các bác buôn bán may mắn nhá. Đây là một chị bán trứng này, cháu chào cô. Vâng. Cháu đi quay không khí chuẩn bị Tết ạ. Vâng. Đây là hình ảnh một bác bán cà chua này. Bác bán bao nhiêu tiền cân? 10.000 ạ. Vâng. Cháu đang quay một số những hình ảnh không khí Tết. Chúc bác bán đa đàng nhá. Bắp cải quê đây này anh chị này. Cái đấy rau cần hả bác? Cái này chắc rau cần về làm lẩu đấy đó. Dạ. Vâng. Cháu chào bà, cháu chào bác. Đây bà đây bán bắp cải này. Rau xà lách, hành. Rau mùi. Cần tây đây là rau cá. Vâng. Ở đây thì nhiều thứ lắm. Cả su hào nữa này. Vâng. Chúc bà bán hàng đắt hàng nhá. Vâng. Vâng. Vâng ạ. À đây này, còn có cả khoai lang đây này. Đấy. Khoai lang ở vùng mình hay là như nào ạ? Của vùng mình đấy, nhà mình trồng luôn. À thế ạ. Khoai lang khoai tây, vâng. Khoai tây khoai lang. Vâng. Bác đã bán được nhiều chưa? Dạ vâng. Cháu chúc các bác bán đắt hàng nhá. Vâng, cháu chào bác. Cháu quay không khí gần Tết ạ. Vâng.
đấy, cà chua đấy. Đây ở đây các bác cũng bán khoai lang này, đây còn có cả ngọn khoai lang nữa đúng không ạ? Đúng rồi đấy. À đây ngọn khoai lang. Khoai lang rau sống này. Vâng. Vâng, cháu chúc bác bán hàng đắt hàng nhá. Vâng. Đây là một gian hàng tạp hóa này. Cũng đầy đủ các mặt hàng khác nhau. Ở trong chợ cũng có hàng thịt nướng, vịt nướng này. Đấy, đầy đủ các bạn nhé. Ngoài ra có cả vịt sống này. Đấy. Chào chị. Chị đi sắm Tết à? Chào. Dạ. 10 bông, 10 bỏ bông ạ. Vâng. Mấy em đều không có về. Bỏ. Rồi, cắt giùm em cho nó bằng đi. À, cắt giùm em cho nó bằng. À phía trong chợ còn phía trong chợ này cũng còn bán nhiều đồ này. Đấy. À, đây là một hàng bán cá ở đầu chợ. À, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi vào chợ các bạn nhé. Trong chợ này thì mọi người đang bán các loại rau củ quả này. Chào chị nhá. Đây là có các loại củ quả này. Đây là củ tỏi, củ hành, củ khoai. Khoai tây này bao tiền cân hả chị? Em mua không? Em đang review cho mọi người xem ạ. Không mua thì có được hỏi giá không ạ? Có được hỏi nhưng mà không mua thì không biết. Tức là phải mua mới được trả lời giá đúng không? Mua mới trả lời thật. Không mua là trả lời. Đấy, lộ rồi, lộ rồi, lộ rồi. 10.000 một cân mua không? Đấy. Em không mua nhưng mọi người xem lại, có khi lại đặt hàng hàng chị đấy. Yeah. Vâng. Chị bán hay cứ bán đặt hàng là được. À đây là còn bí này. Cái này là bí, cái này là bí lê à? Bí đỏ. À, chúc các chị bán đắt hàng nhá. Chào chào bà. Vâng. Bà bán những cái gì đấy? Dạ. Yeah. Vâng. Đây là một gian hàng khác này. Cũng có bắp cải, su hào, hành. Đây là một gian hàng đồ khô này. Vâng ạ, đây là mộc nhĩ à? Mộc nhĩ nấm hương. Đấy. Miến, lạc này. Chúc bác bán hết hàng nhá. Cái củ này là củ gì mà to này à cô? Củ gì ạ? Củ chè ạ. Cái này để làm gì ạ? À thế ạ.
cháu chưa được ăn củ này, cháu cũng chưa biết. Củ này là trồng ở đất nhà mình hay trồng ở trên núi ạ? Trồng trên nhà mình ạ. Tức là cái này trồng được cả trên núi đúng không ạ? Cháu chưa bao giờ cháu nhìn thấy củ chè như này. Cái này thì nấu như nào ạ? À thế à? Thế ạ? À, một củ như này thì khoảng bao nhiêu cân ạ? Này em ước lượng củ này chắc phải tầm 20 cân đấy. Này cái đây là củ chè này. Củ chè nấu canh xương. Ừ. Mua ủng hộ cô đi, xem là mua. Chị cắt cái chỗ ngon ngon ấy. Đấy, cắt chỗ ngon ngon cho khách xem. Gọi là củ chè nhưng mà không đấy. Phải chị, nó không phải là cái chè mà nấu nước chè xanh đâu đúng không? Không, cái này nấu canh em. Này nó có giống củ khoai sọ kia không? Đấy, nó như khoai sọ ấy. Bỏ thùng, cứ ăn thử đi. Không ngứa như khoai sọ đâu. Này bao tiền cân ạ? À? Cân 7. Đấy. Đặt hàng luôn. Rồi chúc chị bán đặt hàng nhá. Đấy, ở đây thì các cô có bác là cũng có chuyển khoản luôn nhá mọi người nhá. Em đang quay không khí Tết năm nay ạ. Vâng. Tết quê rồi đấy ạ. Em mua gì đấy? Bí. Bí à? À chúc bác bán đắt hàng nhá. Vâng. Tết nhà quê thì năm nay thì kinh tế nó cũng hơi xuống một tí thì cũng dần dần sẽ thay đổi thôi bà. Năm sau lại khác. Cháu chúc bà bán hàng đắt hàng nhá. Vâng. Đấy. Cái vại như này thừa mãi đủ bằng cái vại như thế. Thế mà phải sợ. Đấy em vừa hỏi cái đắt hàng ngay. Cảm ơn em nhé. Đấy. Chị xem lại video trên kênh Cuộc Sống Hà Nội nhá, review về chợ quê nhá, chợ quê của đô mình nhá. À nhất trí, đấy bác bỏ khẩu trang ra. Nào, chợ quê đây. Vâng, chợ quê đây. Đây là bác đang mua hành để chuẩn bị Tết à bác? Mấy cân chị ơi? Thế bác đã chuẩn bị được mua những cái gì rồi? 2 cân. Nhiều, nhiều. Mà vẫn là đi làm nhà nước. Do vậy hôm nào nghỉ thì bây giờ vui dần thôi anh ạ. Dạ. Hôm nào nghỉ bắt đầu mua sắm dần. Vâng. Đây 2 cân nha chị, 2 cân bán mà. Rồi, chúc các bác bán đắt hàng nhá. À, chào nhá. À, đây là còn có cả bác bán bánh chưng đây này.
Chào chào bà. Bà đi chợ chuẩn bị Tết đấy ạ. À? Vâng. Bà có nhìn cháu có quen quen không? Chắc là cháu bà đấy. Cháu đố các bà biết đấy. Nhà cháu ở ngoài đầu đây. Đầu xóm này mình. Cái này là cái gì ạ? Rau bầu. Rau bầu ạ. Cứ đi quay đi làm này làm kỷ niệm. Đấy. Này cô vừa cắt ở vườn lên à? Vâng, vừa cắt. À thế ạ. Chả biết được Rồi, chúc các bác bán đắt hàng nhá. Cháu chúc các bà mạnh khỏe nhá. Đón Tết vui vẻ. Vâng. Đây các bác cũng chuẩn bị những cái đồ để bán Tết hết rồi này. Cà rốt, bắp cải. Rồi cả khoai nữa. Ê, em mua thịt à? Ờ. Một buổi sáng này cô bán được khoảng bao nhiêu cân thịt cô? Chợ quê này chán lắm. Chợ quê này những ngày gần Tết này bán đông mà cô? Vâng, nhà bà Toàn bán bánh mì trước này. Đấy, ở đây là còn có cả bạn bán trứng này. Đấy, cô bé bán trứng. Này là chắc là về giúp đỡ bố mẹ đi bán trứng rồi. Này, em học đại học gì? Sao phải ngại? Cháu anh cũng học đại học mà. À, vào kênh Cuộc Sống Hà Nội ạ. Các bác vào kênh Cuộc Sống Hà Nội cứ like, chia sẻ mạnh mẽ nhá. Video ạ. Nhất trí luôn. Nhất trí. Vâng. Cái này là không khí chợ Tết cổ đô nha bác nhá. Vâng. Rồi, cháu chào các bác nhá, cháu lại đi tiếp đây. Vâng. Ở đây cũng có một em nhỏ cũng cuối tuần cũng giúp đỡ bố mẹ đi bán hàng này. Đấy. Con bán rau gì đấy? Rau gì con? Thế à? Con bán được nhiều chưa? Thế à? Con mới bán à? Ờ. Chúc con bán hàng đắt hàng nhá. Ờ. Đấy, bạn nhỏ bạn cũng đã đi giúp đỡ bố mẹ bán hàng Tết rồi đấy. Đây các bác cũng bán hoa quả. Chào chị nhá. Vâng. Con ơi, con đặt hộ cho bà tí. Chúc chị bán đắt hàng nhá. Vâng, đắt hàng chả ấy gì tần. Rồi, vừa rồi là những không khí chợ Tết tại chợ mới của Đô Ba Vì. Rất mong nhận được những lượt thích, chia sẻ video từ quý vị và các bạn nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Cuộc Sống Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại.